Thì bây giờ mình sẽ đi vào bài thứ hai, đó là thai lạc chỗ hay còn gọi là thai ngoài tử cung. Thì bây giờ sẽ có một cái tình huống trên bảng, mời em đọc. Cô mời ai đọc hả? Ai có thể đọc cho cô? Lê Hoài Phương. Dạ, phụ nữ của nghe em à? Nghe rõ Phương. Phụ nữ 37 tuổi, đau bụng đá, máu âm đạo vào viện, mạch 87 lần trên phút, huyết áp 120 trên 80, không sốt, tiền sử kinh nguyệt đều, đang trễ kinh 20 ngày, para 2042, thử thai dương tính, có dùng viên tránh thai khẩn cấp trong tháng trước. Bụng mềm, đau hạ vị. Cảm ơn. Cảm mỏ vịt, Hạ cảm mò mỏ vịt. vịt là do con nói chị Phương, có nghĩa là khi mà mẹ em cho thai phụ mà nằm lên trên bàn là sẽ có một cái dụng cụ thằng giống như cái mỏ vịt trước, nên cái ý chang cái mỏ vịt bằng sắt, nhưng mà mẹ em đưa vào trong âm đạo người phụ nữ thì mẹ em sẽ thấy được cái cổ tử cung. Tiếp đi Phương. Hạ mò vịt cổ tử cung tim hơi lớn. Tôi TV là tôi xe vaginal, có nghĩa là khám âm đạo, mẹ em đưa hai ngón tay vào trong âm đạo á. Rồi. Đó. Khảm âm đạo đau vùng hạ vị tủy cung đầy khối nê cạnh tử cung, siêu âm không thấy tủy thai trong tử cung. Các chẩn đoán. Lên nguyên sáng. Các chẩn đoán. Thưa cô, là các chẩn đoán nghĩ đến là có thể liên quan tới thai nghén hoặc là không liên quan tới thai. Đúng rồi. Các chẩn đoán liên quan đến thai nghén là gồm thai lưu, dọa sảy thai và chữa trứng. Chẩn đoán không liên quan tới thai là polyp cổ tử cung, viêm cổ tử cung, ung thư cổ tử cung. Thế chứ mẹ em rất là giỏi, chứ bây giờ mẹ em phải nhớ cho cô này, vì sao mà nghĩ như vậy? Cái người ở đây là người phụ nữ trễ kinh này, phải không? Người phụ nữ mình nghi ngờ có thai này, thử thai dương tính này, nhưng mà siêu âm lại không thấy tủy thai trong tử cung, và bệnh nhân lại ra máu âm đạo. Như vậy là một cái bệnh, một thai phụ vào viện với mẹ em thử thai dương tính mà ra máu âm đạo. Mẹ em có rất nhiều chẩn đoán để mẹ em nghĩ tới, ví dụ giống như là bạn vừa mới nói là thai lưu, rồi là sảy thai, rồi là chữa trứng, vân vân. Nhưng mà trong một cái bệnh cảnh của mình thì có một cái điều mà mẹ em nghĩ tới nữa, đó chính là siêu âm không thể tủy thai trong lòng tử cung. Đó chính là cái bài mà mình sẽ học, đó là một cái trường hợp thai lưu có thai trong lòng tử cung không, có sảy thai có không, có chữa trứng trong buồng tử cung, có hình ảnh lỗ chỗ, hình tổ ong, phải không? Như vậy là sẽ là cái còn lại thai ngoài tử cung thì không thấy hình ảnh tủy thai trong buồng tử cung, ngoài trừ trường hợp cùng một lúc có hai thai mẹ em nhé, một lúc có thai ngoài, một lúc có thai trong, thì có trường hợp là thai ngoài tử cung nhưng bệnh nhân vẫn còn những cái dấu hiệu đau bụng, ra máu âm đạo, vân vân. Những trường hợp này thì chẩn đoán mẹ em cần phải cẩn thận hơn nhiều. Như vậy trong cái bài này mục tiêu mẹ em lại đỡ hơn, mẹ em dễ học hơn, cô nghĩ là rất là dễ thuộc. Đó là mẹ em phải nắm được cho cô cái vị trí và nguyên nhân của thai lạc chỗ. Cái thứ hai là triệu chứng chẩn đoán và các hình thái lâm sàng của thai lạc chỗ. Cái thứ ba đó chỉ là phương pháp điều trị thai lạc chỗ. Thì đầu tiên hết mẹ em phải hiểu được thai lạc chỗ là như thế nào. Nguyễn Quang Sáng. Alo, cô nghe không ạ? Yên tâm, cô nghe cô sẽ nhận. À dạ. Tốt, nghe rất rõ rồi. Cả lớp nghe được không? Thưa cô, thai lạc chỗ là trứng đã thụ tinh làm tổ và phát triển ở một vị trí nào ngoài buồng tử cung?
tần suất bất cập là khoảng 1-2%, gây tử vong cao nhất trong sản khoa trong vòng 3 tháng đầu thai kỳ thì 4-10%. Tỷ lệ thai lạc chỗ liên quan với các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ok. Như vậy cái tuổi thai mà nó nằm không ở nằm ngoài buồng tử cung, có nghĩa là nằm ngoài cái vị trí mà có niêm mạc của tử cung, là lúc đó mẹ em chẩn đoán cho cô đó là thai lạc chỗ. Thai lạc chỗ hay còn có cái tên khác là thai ngoài tử cung, hay là còn có một cái viết tắt là của GEU Grosset Ester Uterine vân vân. Thì đây là cái buồng tử cung đấy, cái niêm mạc đấy. Nếu như bây giờ mà nó nằm ngoài cái vùng niêm mạc này, nằm đâu cô không biết, thì thai ngoài tử cung. Như vậy là cái thai này là nó nằm ở trong buồng tử cung đấy, nằm nó ăn vào cái niêm mạc này đấy. Đây là buồng tử cung, nó nằm ở đây, nằm vào niêm mạc. Còn nếu như nó nằm ở đây, ở đâu cố miệng thì là ngoài buồng tử cung. Thì đây là những cái vị trí mà thai ở ngoài buồng tử cung, hay là còn gọi là thai lạc chỗ, hay còn gọi là GU. Thì sẽ có nhiều cái yếu tố mà làm tăng nguy cơ cái thai nó lạc chỗ. Đây, nó chảy ra đây này, nó làm tổ ở đằng kẽ này, nó làm tổ ở đằng vòi này, làm tổ ở buồng trứng này, nó làm tổ ở đằng eo. Thì đó là những nguyên nhân nào? Nguyễn Thị Thanh. Có rồi, Võ Thị Thúy. Dạ cô có nghe em nói không ạ? Có Thúy nè. Dạ dạ. Các yếu tố tăng nguy cơ thai lạc chỗ ở vòi tử cung là viêm mông chậu ạ. Tiền sử có tăng huyết áp ạ. Hí. Tiền sử thai lạc chỗ ạ, phẫu thuật vòi tử cung. Phẫu thuật vùng chậu. Tiền sử phẫu thuật vùng chậu và các nguyên nhân khác. Như viêm vòi tử cung, các khối u dị dạng, hoặc là vòi tử cung có thắt bất thường, dùng thuốc ngừa thai đơn thuần, progestin sảy thai, vô sinh, hoặc là lạc nội mạc tử cung. Vậy chứ như vậy có nhiều nguyên nhân mẹ em thấy khi mà đi lâm sàng thì mẹ em sẽ hay hỏi nè. À chị ơi, chị có bị viêm nhiễm đường sinh dục không? Thì thường thường họ khai cái tiền sử viêm nhiễm, nó cũng ảnh hưởng là một trong những nguyên nhân. Hoặc là mẹ em nhận thấy rằng, nhất là đối với những em trẻ, bao giờ mẹ em cũng phải để ý cho cô hỏi một cái điều là họ có dùng viên thuốc tránh thai khẩn cấp hay không. Viên thuốc tránh thai khẩn cấp người ta nhận thấy rằng nó cũng tăng nguy cơ của thai ngoài tử cung, nó làm giảm nhu động vòi tử cung nên nó làm đặc chất nhầy, nên nó làm chậm sự di chuyển của trứng vào trong buồng tử cung, cho nên là nó cũng có thể gây nên tình trạng thai ngoài tử cung. Như vậy là người ta ghi nhận được thai lạc chỗ nó hay nằm ở những cái vị trí như sau. Cái thứ nhất mẹ em ghi nhận cho cô là tới 95-98% thì nó nằm ở vòi tử cung, nằm ở buồng trứng 0.7-1%, nằm ở cổ tử cung 0.5-1%, và ổ bụng thì hiếm gặp hơn. Và đôi khi người ta vẫn ghi nhận được là thai ở ngoài tử cung, thai lạc chỗ nó nằm ở ống cổ tử cung hoặc là vết mục cụ đẻ thai. Vết mục cụ đẻ thai là đây mẹ em thấy bên cái góc bên đây này có cái tử cung này nhá. Thì cái đường mổ lấy thai là cái đường dưới này nè. Mình đẻ được là mình phải vô bụng, mình phải rạch cái tử cung ra, mình lấy em bé ra. Thì sau đó mình đóng lại, đấy là thành cái sẹo mổ cũ. Thì thai nó có thể làm tổ ở đó. Thì như vậy là đây là những cái vị trí, nếu như ai hỏi các em thai lạc chỗ thường nó nằm ở những vị trí nào, thì kể vòi tử cung, buồng trứng, ống cổ tử cung, ổ bụng, hoặc là vết mổ cũ lấy thai. Nhưng nếu ai đó hỏi tiếp, thai làm tổ ở vòi tử cung rất là nhiều, nhưng mà nó làm tổ ở các cái đoàn như thế nào, nó tỷ lệ như thế nào? Trần Phú Thắng. Dạ alo. Ừ. Dạ, ở đoàn bụng vòi là tỷ lệ là 78%, ở đoàn eo tử cung tỷ lệ là 12%, ở đoàn lóa vòi trứng tỷ lệ là 5%, và đoàn kẻ là 22%. Cô sẽ hỏi lại vô thi, nhiều khi lâm sàng cô hỏi, ồ như vậy là thai tử cung là hay làm tổ ở
Voi tử cung. Như vậy là nó làm tổ ở đoàn nào nhiều nhất? Dạ, cô là đoàn bổng voi. Ừ, vậy trả lời cho nó đầy đủ. Thay nếu như thay làm tổ ở voi tử cung thì nó sẽ làm ở cái đoàn bổng voi là nhiều nhất nhá. Bây giờ bình thường mẹ em nhận thấy là sau khi mà cái trứng nó phóng loạn, thế nhá, trứng nó sẽ đi vào cái vòi, thế nhá, và nó sẽ gặp tinh trùng và nó sẽ thụ tinh. Sau đó nó sẽ di cái trứng thụ tinh rồi thì nó sẽ di chuyển vào trong buồng tử cung. Nhưng vì một lý do nào đó nó không đi vào được mà nó nằm ở trên vòi, nó nằm ở đâu đó thì nó có thể làm vỡ, nó có thể sảy ra ngoài, nó gây chảy máu rất là nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Như vậy chúng ta đã định nghĩa được rồi, chúng ta đã nắm được các cái yếu tố nguy cơ rồi, các em đã phân loại được các cái vị trí làm, các em đã nắm được các cái vị trí thai lạc chỗ rồi, thì bây giờ làm thế nào để các em chẩn đoán được một trường hợp là thai lạc chỗ? Muốn chẩn đoán được một trường hợp thai lạc chỗ là mẹ em phải dựa vào lâm sàng, mẹ em phải dựa vào cận lâm sàng, phải không? Và đặc biệt là mình khi đưa ra được rồi thì phải nắm cho được các cái thể thai lạc chỗ. Như vậy trong sách của các em sẽ có rất nhiều thể thai lạc chỗ, mình sẽ đi từng thể một. Thể thứ nhất đó là thai lạc chỗ chưa vỡ. Với thai lạc chỗ chưa vỡ thì nó sẽ có 3 triệu chứng cơ năng chính: tệ kinh, đau bụng, ra huyết, âm đạo. Mà bất kỳ cái thể thai nào cũng thế, mẹ em lạc chỗ là trễ kinh, đau bụng, ra máu âm đạo. Mà nếu như trong quý 1 của thai kỳ mà mẹ em gặp một trường hợp trễ kinh, đau bụng, ra máu âm đạo thì không phải là mẹ em nghĩ đến thai ngoài tử cung không, không đúng nhé. Mà mẹ em mình nghĩ tới những cái bệnh lý khác nữa. Đó là cái gì khi nãy mà bạn vừa mới trình bày? Võ Thị Anh Thư. Cô Dạ Thị thưa Thanh cô. Thảo. À, Thư có rồi hả? Cô cảm ơn rồi. Thư tiếp Dạ. tục chơi. Dạ hồi nãy em bị rớt mạng em, cô nói gì cô? Rồi, thôi cô xin lỗi Thư nha. Mời Hồ Thị Thanh Thảo. Dạ cô. Alo. Cô nghe. Dạ thưa cô, là ngoài ra con có thể nghĩ đến các nguyên nhân là polyp cổ tử cung, viêm cổ tử cung hay là cá cổ tử cung, các bệnh máu khác ạ. Chưa phải nghe. Khi này đầu bài cô có nói rồi, một bệnh nhân mà trễ kinh, đau bụng, ra máu âm đạo, 3 triệu chứng này là mình nghĩ tới một loạt bệnh cô nói rồi. Nguyễn Đức Tiến. Dạ alo cô. Rồi cô nghe tiếng. Dạ em đã có ngoài ra nghĩ đến các nguyên nhân khác như kiểu là viêm bùng chậu, viêm voi tử cung, các khối u, rồi dị dạng voi tử cung. Có Không. sự Cô cảm ơn Tiến. Bây giờ một bệnh nhân trễ kinh, đau bụng, ra máu âm đạo lúc nãy cô nói rồi, có nghĩa là nó sẽ nghĩ đến những cái bệnh lý mà nó liên quan tới thai nghén, một số bệnh lý không liên quan tới thai nghén. Được không? Liên quan tới thai nghén thì lúc này đây là vì mình đang học bài thai lạc chỗ cho nên mình sẽ nghĩ đến thai lạc chỗ. Còn thực ra một bệnh nhân vào viện về trễ kinh, đau bụng, ra máu âm đạo thì sẽ có nhiều nguyên nhân nữa để mình nghĩ tới, họ cũng gây nên 3 triệu chứng này, ví dụ như là sảy thai, thai lưu, triệu chứng vân vân, cô nói đâu bài rồi. Thế nhá. Như vậy bệnh nhân vào viện với 3 triệu chứng như thế này thì cái tổng trạng của bệnh nhân nó như thế nào? Bình thường, cổ tử cung hơi mềm, tím, có màu đen, tử cung lớn hơn bình thường, đặc biệt là ở cạnh tử cung có một cái khối mà bờ rọ di động chạm đau, có thể cái u nó dạng dài theo chiều dài về vòi tử cung. Cần lâm sàng đối với cái thể thai lạc chỗ chưa vỡ này nó như thế nào? Beta hCG thì thấp, định lượng progesterone là bé hơn 5 nô gam trên ml thì mình phải nghi ngờ là cái thai bất thường. Nhưng mà vẫn có này, đau bụng này, có trễ kinh này, có ra máu âm đạo, đúng không? Nhưng mà
Nghĩ tới nhiều bên quá. Lúc nãy đầu bài cô Hương cho một cái tình huống, cô Hương cho một cái bình tình huống mà các em nghĩ tới rất là nhiều bệnh chưa, rồi là có những cái trường hợp mà không liên quan tới thai nghén giống như là bệnh ở cổ tử cung nữa. Nhưng mà bây giờ trong trường hợp này cô Lâm Hương sẽ cho các em thấy được rằng nó sẽ là chẩn đoán thai lạc chỗ chưa vợ, đó là mình siêu âm, siêu âm mình không thấy có túi thai ở trong buồng tử cung theo như cái định nghĩa lúc đầu mà bằng Vũ nói, đúng chưa, không có túi thai trong buồng tử cung, khối âm vang hỗn hợp hoặc có hình ảnh túi thai lạc chỗ, mà mình lại thấy cái túi thai nó lạc chỗ như mấy cái hình cô vừa mới chiếu đó. Và đặc biệt nếu như trong thai ngoài tử cung, mấy em có thể phát hiện được một túi thai giả ở trung tâm buồng tử cung. Túi thai thật thì có hai vòng đồng tâm được chia ra bởi khoang echo kép. Vậy cô Hương sẽ hỏi các em là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán thai ngoài tử cung, thai lạc chỗ chưa vợ đó là gì? Mấy em phải trả lời cho cô. Thưa cô, đó chính là soi ổ bụng là tiêu chuẩn vàng. Như vậy là chúng ta đã đi xong thể thứ nhất của thai lạc chỗ, đó là thai lạc chỗ chưa vỡ. Qua thể thứ hai là thai lạc chỗ vỡ, đây là một cái tình huống mà nó gây nguy hiểm cho bệnh nhân vô cùng. Nếu như các em không can thiệp kịp thời thì cái triệu chứng tất cả mọi cái nó như thế nào, một bạn trong lớp sẽ trả lời cho cô. Mời bạn môn mà Trân Công Nguyễn Trung. Dạ cô. Rồi cô mời, cô mời Trung. Dạ cô. Ừ. Cô đọc lại câu hỏi lắm cô. Cô đặt lại câu hỏi là em nói cho cô những triệu chứng cơ năng và thực thể cần lâm sàng của thai lạc chỗ vỡ. Thật là dễ cứng. Thôi cô mời Nguyễn Ánh Tuyết được. Dạ cô. Dạ, cô Dạ. nghe được. Dạ thưa cô, các triệu chứng cơ năng như là có chậm kinh hoặc rối loạn kinh nguyệt, ra huyết đen ít một, đau vùng hạ vị đột ngột dữ dội làm cho bệnh nhân choáng váng hoặc ngất đi, đau ở vai hay lưng do xuất huyết trong ổ bụng kích thích cơ hoành ạ. Các triệu chứng thực thể choáng, vật vã, tay lạnh, mạch tăng, huyết áp hạ, bụng căng chướng, phản ứng phúc mạc, gõ đục vùng thấp, khám âm đạo thì túi cung sâu đầy, ấn đau chói, tiếng kêu đu lát, tử cung bong bềnh trong nước, khó xác định tử cung vì đâu ạ. Như vậy là mẹ em thấy chưa, bạn đã trình bày rất rõ ràng và rất là hay. Cái thứ nhất là cái đau, đau dữ dội, bệnh nhân có thể choáng hoặc ngất đi. Trên đây này, tử cung nó ngập trong một cái biển máu ở trong ổ bụng, tử cung sau đây. Và sẽ có người, khi thầy cô sẽ hỏi các em có biết tiếng kêu đu la là gì không? À, là tiếng kêu mà mẹ em đưa tay vào trong âm đạo, mẹ em đụng vào tử cung sau đây là bệnh nhân sẽ kêu đau lên, rẽ lên, đau quá à. Nhưng mà học chập rồi quên, đến khi sang năm cô Hương hỏi lại mẹ em có biết tiếng kêu đu gà la là chi không, vừa rồi mới hỏi thi xong mẹ em chỉ y sáu nói là nhà thưa cô, tiếng kêu đu gà la là đưa tay vào trong tử cung sau thì mình nhấn nghe em nghe được tiếng kêu chít chít chứ, đó đúng đúng. Mà tiếng kêu đu gà la tiếng kêu mà đưa tay vào tử cung sau, bệnh nhân cảm giác đau máu trong ổ bụng mẹ em này. Qua thể lâm sàng thứ ba đó chính là thể huyết tụ thành nang. Thể huyết tụ thành nang sẽ có những cái triệu chứng cơ năng và thực thể như thế nào để cho các bạn chẩn đoán. Cô mời lớp phó học tập của lớp C đấy. Alo. Rồi tên chị không? Tên chị? Huy. Rồi Huy tiếp, Huy trên bay đi Huy. Với thể huyết tụ thành nang, thể huyết tụ thành nang hay còn gọi là hematocell, khi đi lâm sàng thầy cô nói à hematocell là mình phải hiểu được rằng đó là rễ uy thể huyết tụ thành nang. Thể huyết tụ thành nang
có tiêu chuẩn không tính là có giá hơi xanh, học về là hơi ban gió thì cũng có tiêu chuẩn bộ con thì ta nó có mệt mỏi dây chút con có tiêu chuẩn cái này là có cầm kính học lên rồi tắt tivi đi lẹ em đấy dạ anh khi chơi chỗ em ôm ôm lắm chị em đau TV hả? Đó, không ra xung quanh. Nơi ấm lại to lắm. Nhờ là ở đây màu đen ở đâm đào ở đó nhiệt độ và đất đã dài dần ở đó vùng này thì và có khi là nó tổ lên hơi dần đi. Có đâu đường của mình được và có nhiều trang như là cả bọn học lớp chịu khó không như cả chị trường thực tế thì thì cũng hơi to và có khối phải có khối cần thiết thì cũng mặc dù cũng khối có một khối chắc như vậy hàng nhà không có không như đồng rất là đau tức cho thủ là thủ gì rồi thì cũng có một cái một tuổi đó rất là tập trung và chỉ có thể tiếp tục nhưng đồng nhiên cũng sao là người ta sẽ thấy khách hoặc có thể gắn tình nếu mà người chịu tính năng người ta chỉ dừng lâu một việc do ai chọc nhau có thể không đâu lát thì đó phủ băng kính to chứ có thể phải mở bé hoặc là mở cục không biết âm như thế này của thần thì cũng âm ba trăm năm nhất như vậy cũng rõ ràng rồi cô cảm ơn. Như vậy đối với thể huyệt tù thân năng là mấy em nhận thấy rằng beta HCG đôi khi có thể âm tính những cái trường hợp mà hàng vỡ ra vỡ một ít xong liền từ cầm lại tạo thành một cái khối máu mà nó được bao bọc bên trong nó cũng chảy thêm được nữa, những cái trường hợp đó là hematocell. Thì những trường hợp này mẹ em cũng phải mổ. Nói chung quy là điều trị rễ uy là sẽ có nhiều phương pháp, tí nữa cô sẽ đi đến, nhưng mà ở đây sẽ có một cái phần đó là chọc cho tử cung Dogala là tử cung sau thì sẽ thấy ít máu đen lẫn máu cục, đó là việc làm trước đấy thôi, còn hiện tại bây giờ thì chúng ta không chọc nữa nếu như đi lâm sàng. Thế cô hỏi ai thấy chọc do tử cung Dogala trong trường hợp rễ uy rồi mà các em đưa tay, có nghĩa là các em không đi lâm sàng. Hiện tại chưa bây giờ ở lâm sàng của mình ở bệnh phòng người ta không chọc do như vậy nữa nghe nhá. Thì như vậy cái thể thứ tư sau thể huyệt tù thanh nang là thể thai ở cổ tử cung. Bệnh nhân vẫn có chùm kín, có rong huyết. Lúc này thì mẹ em nhận thấy là tử cung nó nhỏ nhưng cổ tử cung nó lớn hình cung quay. Lớn hình cung quay. Hình thái thứ năm đó chính là thai lạc tổ ở buồng trứng. Thì thai nó nằm ở ngay trên buồng trứng. Triệu chứng của nó không khác với là thai lạc chỗ chưa vỡ, nếu như nó chưa vỡ. Nếu như nó vỡ rồi thì nó giống với thể thai lạc chỗ vỡ rồi. Nếu như mà nó hematocell thì nó giống với thể hematocell. Nó chỉ khác cái vị trí mà thôi. Và cái cuối cùng đó chính là cái thai làm tổ ở vết mô cũ. Thì bệnh nhân vẫn có trễ kinh, có ra máu âm đạo, đau hạ vị, beta HCG dương. Siêu âm thì thấy là tử cung lớn hơn tuổi thai, nhưng mà ở trong buồng tử cung thì không có tuổi thai. Nội mạc thì dày, nhưng mà ống cổ tử cung cũng không có tuổi thai, nhưng mà mặt trước tử cung ở cái vị tiếp giáp với bàng quang thì có thể ghi nhận có một cái tuổi thai, bên trong có thể có giun sắc, có phôi hoặc là có tim. Cái thể thai trong ổ bụng mẹ em nè hiếm gặp lắm. Thường thường á, là khi mà cái thai này nó lớn lên rồi nó rất là nguy hiểm. Người phụ nữ có thai là đau, có thể có hiện tượng mãn tắc ruột, rồi ấm đào vẫn có thể ra máu. Mà khi thăm khám thì cảm giác phân thai ngay dưới da bụng, thấy chưa? Tút xê thì kích thước tử cung bình thường, nó khác biệt. Cần lâm sàng á, thường thường là siêu ấm thì thai nó nằm ngoài tử cung, thấy cái hình bên góc nhỏ không?
Hình bên góc nhỏ này, cái phần dưới này là tử cung, phần trên này là thai, nó nằm trong ở bụng. Và nếu như qua chụp phim không chuẩn bị, thường thì người ta ít chụp phim, thì bây giờ thì người ta có thể làm MRI hoặc là CT vân vân, thì người ta nhận thấy rằng tử cung thai nó không nằm trong tử cung, có cái bọng hơi của ruột nó nằm chồng lên trên các cái phần thai. Thì bây giờ không chụp phim nữa. Như vậy là với thai ngoài tử cung, các em phải nhớ cho cô bảy cái thể: thể chưa vỡ, thể vỡ rồi, thể hematocell, thể trong ổ bụng, thể làm tổ ở vết mổ cổ tử cung, ở đoạn eo tử cung, ở buồng trứng. Thì đứng trước một trường hợp mà bệnh nhân đau bụng, ra máu âm đạo, trễ kinh vào viện, thì các em nghĩ tới những cái bệnh lý gì cần phải giảm biệt? Cái thứ nhất, với sản khoa thì mẹ em phải giảm việc cho cô sảy thai, chữa trứng và thai lưu. Với cái đau, mẹ em phải chẩn đoán xem có thử có vỡ nang được rạp hay không, có phải viêm ruột thừa hay không, có phải khối u buồng được sỏi hay không. Với trong trường hợp bệnh nội khoa, có thử có phải sỏi niệu quản không, lạc nội mạc tử cung hay không, có khối u tiêu hóa hay là không. Thì điều trị, mục tiêu của điều trị là gì? Giải quyết cái thai lạc chỗ. Cái thứ hai là giảm tối đa tỷ lệ tử vong. Cái thứ ba là ngừa tái phát thai lạc chỗ. Và điều thứ tư ở đây trong mục tiêu điều trị là mấy em duy trì khả năng sinh sản cho người phụ nữ. Như vậy, điều trị thai ngoài tử cung bây giờ chúng ta sẽ có hai phương thức điều trị mấy em nữa. Ai biết được hai phương thức điều trị đó là phương thức gì và cái tiêu chí, cái tiêu chuẩn để điều trị cái phương thức điều trị nội khoa là như thế nào? Ai có ý kiến nào? Rồi, ai đó? À, alo, cô nghe em nói mà. Cô nghe rõ, xin lỗi, tên của em để thiêu họ tên cho cô với. Dạ, em tên là Thịnh ạ. Thịnh, chị Thịnh đây nè. Dạ, Lê Bà Thịnh ạ. Lê Bà Thịnh rồi, cô mời Lê Bà Thịnh. Như vậy mình sẽ có bao nhiêu phương thức để điều trị? Dạ, hai phương thức là điều trị nội khoa và phẫu thuật ạ. Giỏi, như vậy là cái tiêu chuẩn để điều trị nội khoa. Dạ, tiêu chuẩn để điều trị nội khoa là thứ nhất là khối thai lạc chỗ chưa vỡ. À, lượng dịch trong ổ bụng thì dưới 100 ml/ml ạ. Đường kính khối thai dưới 4 cm, chưa thấy tim thai trên siêu âm, nồng độ hCG không vượt quá 6.000 đơn vị/ml, và bệnh nhân không có chống chỉ định với metrotesat. Cô cảm ơn Lê Bà Thịnh. Giỏi. Như vậy là mấy em phải nhớ, bây giờ điều trị thai ngoài tử cung đứng trước một trường hợp vào viện phải có hai phương thức, một là điều trị nội khoa, hai là điều trị ngoại khoa. Điều trị nội khoa phải thuộc hết tất cả những tiêu chuẩn mà bằng Thịnh vừa mới nêu. Đúng không? Như vậy cái thuốc methotrexate là cái thuốc gì đây? Là thuốc chống tăng sinh tế bào của nhóm antifolic, trong sách đã có rất rõ rồi, các em có thể đọc. Như vậy là mình có thể tiêm liều là methotrexate là 50 mg trên 1 m² da. Được chưa? Sau 3 ngày điều trị mình phải theo dõi beta hCG mỗi tuần cho đến khi âm tính. Nếu mà beta hCG nó không giảm á, thì mình tiêm lặp lại lần 2. Thì nếu như mà thất bại thì như thế nào? Phải chuyển sang phẫu thuật. Và phải khuyên người bệnh nhân nếu như đã điều trị methotrexate thì không được có thai trong vòng 3 tháng kế tiếp. Như vậy cái hướng thứ nhất điều trị thì bằng Thịnh đã nói rồi. Cái hướng thứ hai ở đây là gì? Điều trị ngoại khoa. Trong điều trị ngoài khoa mẹ em lại có hai bước nữa. Cái thứ nhất là điều trị triệt để. Cái thứ hai là điều trị bảo tồn. Bảo tồn trong trường hợp nào? Ví dụ như là những trường hợp như trên hình. Người thai phụ chưa có con, người ta cần phải đẻ nữa. Thì như vậy những cái khối, đây là khối lạc chỗ này. Thịnh có thấy cái hình của cô không Thịnh? Dạ có. Rồi, giống như đây là cái khối thai lạc chỗ này. Nếu như mình điều trị triệt để là mình cắt luôn, vứt luôn. Nhưng mà đây mình điều trị bảo tồn, mình sẽ dọc theo cái vòi trứng này, mình sẽ dọc theo cái khối này này, mình
mình lấy cái tổ chức này ra mình vẫn bảo tồn cái bơi trứng này lại khâu lại để cho má có cái đường để sau này trứng nó đi vào, cái phôi thụ thai nó đã đi vào. Còn nếu như điều trị triệt để, nói nôm na như mẹ em, đây là một cái hình ảnh để mà triệt sản, nhưng mà cô để vô cho các em dễ hiểu thôi. Triệt để là giống như cái khối thai nó nằm ở đây chẳng hạn, mẹ em kẹp cắt luôn, vứt, hoặc là mẹ em kẹp cắt vào tầng đấy luôn, khối thai ở đây cột vứt vứt hết, như vậy đó là điều trị triệt để. Những trường hợp mà thai làm tổ ở vết mổ cũ thì mình có thể cho methotrexate, bữa nay người ta có thể tiêm ngay tại cái chỗ đó, hoặc là người ta có thể nóng tại chỗ và hút. Bây giờ mẹ em phải nhớ thêm cho cô một chữ số nữa là chỉ số phép năng D. Chỉ số phép năng D khi mà bé hơn 13 điểm thì có thể tiến hành điều trị nội khoa. Thì trong trường hợp lớn hơn 13 điểm thì thường thường mẹ em phải chỉ định điều trị nội ngoại khoa. Thì chỉ số phép năng D người ta dựa vào những cái gì? Số ngày chấm kính, kích thước tuổi thai, nồng độ beta hcg, nồng độ progesterone, đau bụng và chảy máu trong phúc mạc. Thì đây là những cái yếu tố mà chỉ số phép năng D lớn hơn 13 điểm là mẹ em thường là không điều trị nội khoa thành công, cần phải tiên lượng sớm. Nếu như thai lạc chỗ chưa vỡ thì tiên lượng theo các cái tiêu chuẩn mà bằng thình nói thì chúng ta có thể nếu điều trị nội khoa được, hoặc là có thể theo chỉ số phép năng D được điều trị nội khoa được, thì mẹ em điều trị nội khoa cho bệnh nhân. Nếu không điều trị nội khoa được thì các em phải can thiệp phẫu thuật cho bệnh nhân. Bây giờ cái việc phòng bệnh thì có trong sách rồi, thì hạn chế nào phá thai, rồi phòng ngừa viêm sinh dục, rồi là trễ kinh để phát hiện kịp thời, hoặc là không dùng những hạn chế dùng những cái thuốc viêm tránh thai khẩn cấp vân vân, đó là những cái biện pháp phòng bệnh. Nói tóm lại là những cái trường hợp mà ngăn cản trứng đi vào làm tổ ở trong buồng tử cung thì chúng ta phải nên tránh. Như vậy là cái phần bài học của mình đến đây là hết. Mấy em có thể xem cho cô cái câu này, trả lời cho cô được không? Thính. Rồi em thưa cô là em nghĩ là bé ạ. Đúng chưa? Đúng rồi. Bây giờ là theo lý thuyết thì thai nó làm tổ nhiều nhất ở đoàn đồng bóng, phải không? Cái này là đoàn bóng hay là đoàn eo? Đoàn bóng. Câu này siêu ấm và thử HCD phải không? Trong lực tiểu, thái độ bệnh nhân có thai ngoài tử cung ở tuyến xạ phải chuyển ngay lên tuyến trên nơi có khả năng phẫu thuật, vì thai ngoài tử cung có hai phương pháp, nếu điều trị nội khoa thất bại phải chuyển ngay lên tuyến trên để mà lỡ có chi mà phẫu thuật không cho thuốc giảm đau nha. Bệnh nhân nghi ngờ thai ngoài tử cung thì các em phải đề nghị nhập viện ngay, chứ không có hẹn tái khám chi hết. Về nhà lỡ thai ngoài tử cung vỡ ngay là chết. Hai tuần đau bụng ra máu, tử cung bình thường, bình thường có nghĩa là không có cái thai ở trong buồng tử cung, thì cái đầu tiên mẹ em nghĩ tới đó là thai ngoài tử cung. Như vậy là bài học hôm nay đến đây là hết. Các em cố gắng về nắm cho cô này định nghĩa thai ngoài tử cung này, các nguyên nhân có thể đưa đến thai ngoài tử cung này, các thể lâm sàng của thai ngoài tử cung này, và hai phương thức điều trị nội khoa và ngoại khoa. Điều trị ngoại khoa thì phải nhớ cho được khi nào thì cần điều trị triệt để và như thế nào là điều trị bảo tồn. Còn lại điều trị nội khoa thì phải nắm cho cô các cái tiêu chí chuẩn điều trị nội khoa đã có trong sách và cũng như bằng thình đã trình bày, và các cái tiêu chí của phép năng D. Như vậy bài học của mình đến hôm nay đến đây là hết, thì các em có thể nghỉ.
Nhưng trước khi nghỉ á thì cô yêu cầu hai lớp này lần tuần sau khi nào mà có lịch giờ của cô là Lê Lam Hương, mẹ em biết cô là Lê Lam Hương của bộ môn sàng, tuần sau thì cô sẽ phân cho lớp Y4C soạn cho cô khoảng có cái bài học ở trong trong sách rồi, mẹ em sẽ soạn cho cô khoảng 30 đến 35 slide về cái phần mà bệnh về vú ở trong thời kỳ hậu sản đó, là lúc đó lớp C sẽ cử một bàn trình bày cho cô. Còn lại là sẽ các biện pháp tránh thai thì lớp D cũng soạn cho cô khoảng 30 slide. Vũ ấy. Dạ, dạ em nghe được cô. Dạ. À, rồi, bên kia là Huy phải nghe. Lỏng ạ. À Long, rồi, cả hai bạn, rồi là số điện thoại Zalo của cô là 091 4025 449. Khi mà mẹ em soạn xong thì mẹ em cũng có thể gửi cái file PowerPoint ở cho cô qua Zalo được nhé. Dạ. Và khi mà soạn là cô nghĩ là các em phải làm ngắn gọn thôi, làm rắn cho mình đã không được đi lâm sàng, mình không được đi bệnh phòng là một thiệt thòi lớn rồi, thế chứ mình phải làm những cái điều rất ngắn gọn để mình có thể hiểu được khái niệm về cái sàng để sau này mà còn thi nữa, cho nên là soạn rất là ngắn. Và trong nhóm thì có thể là chia ra từng cái phần nhỏ cho mỗi nhóm trình bày để các bạn làm việc, nhưng mà chưa gấp tại vì cái lịch giảng của cô thì chưa biết khi mà cô có lại, nhưng khi mà có cô có lại là lớp phải hoạt động theo cái kiểu hoạt động tích cực đó, và sẽ cử các bạn trình bày rất là rõ ràng. Và sau khi mà lớp C trình bày cái phần hậu bệnh vú hậu sản thì lớp D sẽ hỏi, và lớp D trình bày cái phần các biện pháp tránh thai thì lớp C phải hiểu và hỏi lại nhé. Và như vậy buổi học của mình đến đây là kết thúc. Cô chào cả lớp, chúc các em vui khỏe.